was on its way out. I wasn't sober and I was thinking out loud. I spoke of your bravery, your wit and audacity. Ngọc Lan luôn luôn là nguồn cảm hứng bất tận để các nhà thiết kế có thể sáng tạo ra những siêu phẩm đúng nghĩa, một loài hoa đẹp mặn nồng và tỏa ngát hương thơm. Và dựa trên một nguồn cảm hứng tuyệt đẹp ấy thì các nhà thiết kế của Melia đã cho ra mắt một trong những siêu phẩm với thiết kế dáng chữ A, cực kỳ tôn dáng và đem lại cảm giác thanh lịch, sang trọng, đẳng cấp cho người diện. Với thiết kế lần này sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai tông màu sắc ấn tượng là gam màu đen huyền thoại và đặc biệt là sẽ có nhấn nhá một chút gam màu xanh dương, mang lại cảm giác mát mẻ phù hợp với thời điểm mùa hè sôi động, đúng không nào? Và đây sẽ là một trong những thiết kế mà các nhà thiết kế đã chú trọng và nhấn nhá đến từng chi tiết một, từ form dáng cho đến đường kim mũi chỉ. Ở phần thân trên sẽ được thiết kế theo kiểu dáng cổ vuông kết hợp với những đường nhú ly đầy dụng ý để giúp cho các quý cô có thể tôn lên vòng một. Phần tay có độ bồng tự nhiên để tăng thêm sự quyền lực, quyến rũ và cũng sẽ giúp cho các quý cô có thể che giấu khuyết điểm ở phần bắp tay. Về phía bên dưới, một điểm nhấn thật sự đắt giá và đây cũng là chi tiết để khiến cho thiết kế này trở nên đẳng cấp hơn và nó sẽ là một trong những món quà thật sự tuyệt vời mà Melia dành tặng cho khách hàng của riêng mình. Kỹ thuật đính kết hoa vô cùng khéo léo đã giúp cho thiết kế này trở nên thu hút và thật sự ấn tượng. Đan xen với đó đấy chính là những hạt ngọc trai cao cấp, trông thật sự cầu kỳ đúng không nào? Các chị yêu thân mến, hiện tại thì Melia đang có một chính sách mua hàng online cực kỳ ưu đãi dành tặng cho khách hàng của mình. Chúng ta sẽ được toàn quyền kiểm tra hàng thoải mái và free ship toàn quốc nếu như đặt hàng online. Còn nếu như có thời gian thì hãy ghé showroom của Melia để thử các chị yêu nhé. Melia, mặc đẹp để thành công.